Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy thầy là cây nho anh em là cành ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái vì không có thầy anh em chẳng làm gì được ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Anh chị em thân mến, trong cựu ước, cây nho là hình ảnh rất quen thuộc, ám chỉ đến dân Israel dân riêng của thiên chúa, một nhóm người được thiên chúa yêu mến, tuyển chọn và chăm sóc một cách đặc biệt. Trong bài tin mừng ta vừa nghe, khi mà khẳng định Thầy là cây nho, Chúa Giêsu muốn nói rằng chính Ngài mang đến một thực tại mới cho con người, thực tại của ơn cứu độ, của sự sống đích thật. Chỉ có Ngài mới làm cho con người trở thành dân thật sự của Thiên Chúa, một dân được tạo nên bởi chính cái chết và sự phục sinh của Ngài. Sẽ không bao giờ có một cộng đoàn, một dân thật nếu cộng đoàn đấy, một cái nhóm đó không đến từ Chúa Giêsu và gắn kết với Ngài như cành nho kết hiệp với cây nho. Và Chúa Giêsu còn nói rằng cha thầy là người trồng nho để diễn tả cái tương quan thiết thân của Chúa Cha với dân của Ngài. Chúa Cha là người vun trồng, là người chăm sóc, nuôi dưỡng cho cây nho. Và đáng chú ý là việc chăm sóc cây nho của Chúa Cha có liên hệ đến cái chuyện cắt tỉa và chặt đi. Đối với cành nào mà sinh hoa trái thì Ngài cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn, còn cành nào không sinh hoa trái thì ngài sẽ chặt nó đi như vậy nhiệm vụ chính yếu của cành nho là sinh hoa trái và để sinh hoa trái thì không có cách nào ngoài việc gắn liền với cây nho còn cái chuyện có bị chặt đi hay là cắt đi cắt tỉa đi hay không thì đó không phải là chuyện của cành nho mà là chuyện của ông chủ vườn nho đó thưa anh chị em trong cái nhãn quan của Kitô giáo, cây nho ở đây được hiểu là cộng đoàn hội thánh, đó có thể là một hội đoàn công giáo, một giáo xứ, một giáo phận mà ta đang tham gia và thuộc về. Trong lòng tin thì ta tin rằng sự hiện hữu của cộng đoàn là do ý muốn của Thiên Chúa, là chính cây nho mà Chúa Cha vun trồng và chăm sóc. Chắc chắn cái cộng đoàn ấy ít nhiều cũng có những khó khăn, những thử thách và dưới lăng kính của bài tin mừng này ta hiểu rằng đó là lúc mà Chúa Cha đang cắt tỉa để cho cái cây nho cộng đoàn này có thể sinh nhiều hoa trái hơn. Nếu mà nhiệm vụ của cành nho là phải sinh hoa trái thì nhiệm vụ của cộng đoàn cũng cần phải sinh hoa trái thiêng liêng là các linh hồn đặc biệt là những người nghèo, những người bị tổn thương, những người chưa nhận biết Chúa. Và theo Chúa Giêsu, việc sinh hoa trái của cộng đoàn không hề tại ở những chương trình, ở những kế hoạch hoàn hảo hay là ở sự khôn ngoan tài giỏi của các cá nhân của những vị lãnh đạo, không phải mà chính yếu là ở việc cái cộng đoàn ấy có biết gắn liền với Chúa Giêsu hay không. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn cho giáo xứ, cho giáo phận, cho nhà dòng cho các dòng tu cho mỗi gia đình của chúng ta hãy luôn ý thức được cái nhiệm vụ trổ sinh hoa trái qua việc thực thi sứ mạng loan báo tin mừng trong bối cảnh của xã hội của thế giới rất là phức tạp và biến động hôm nay và xin cho mọi Kitô Tô Hữu ý thức rằng không có Chúa Giêsu không gắn bó với ngài thì tự sức riêng của con người chắc chắn sẽ chẳng làm gì được cả. Amen.